Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả bà con cô bác, của anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại những hình ảnh trực tiếp đến từ phim trường của Khả Năng Ô Tô. Rất là nhiều ô tô đang chờ mọi người đến xem và mua và lấy làm xe gia đình. Vậy thì bà con cô bác anh chị nào mà chưa có xe đi lại, tránh mưa tránh nắng tránh gì, rồi đi tập lái, rồi làm công việc, rồi đi khách hàng, đi đâu đó các bác nhé, mà chưa có xe đi lại, hãy liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích. Ngày hôm nay em Khả Năng có lên sóng báo giá cho mọi người mẫu xe, những mẫu xe từ mấy chục triệu đến vài trăm triệu đồng thôi. 60 triệu có xe đi lại các bác nhé. 60 triệu có xe đi lại ngon mà không phải sửa này, không nằm đường. Đó, thì em sẽ cùng lên sóng báo giá review cho mọi người. Hãy tìm một cái địa chỉ uy tín một chút để mua xe an tâm, trách nhiệm. Đấy là cái gì nhỉ? Uy tín, trách nhiệm, tạo thành công, đấy là cái tiêu chí bán hàng Khả Năng Ô Tô. Rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn nhé. Một cái bãi mà nhiều xe như này thì chứng tỏ cái uy tín của nó khác bọt rồi. Cái tầm tiền nó khác rồi đúng không? Cái tầm đẳng cấp nó khác hơn rồi. Xe cỏ thôi nhưng mà bọn em tự tin nhiều xe nhất miền Bắc các bác nhé. Một ngày bán 5, 6, 7 chiếc trong mùa dịch vẫn là kinh khủng. Ngày không dịch em bán tầm chục chiếc, 7, 5 chiếc các bác nhé. Không hề thiếu này. Khách khứa đến xem xe rất là nhiều anh em nhìn đâu. Vẫn đi lại bình thường. Các bác đến xem xe liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích đây. Em sẽ lên sóng báo giá từ rẻ đến thấp cho bà con cô bác anh chị là quan tâm đến những chiếc xe bên em. Cái video này thì em sẽ báo giá nhanh qua để bà con các bác lựa chọn được cái chiếc nào. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 âm dương lịch, thì là ngày Việt Nam đá bóng với Indonesia. Đấy, em sẽ lên sóng báo giá nhanh cho bà con các bác anh chị quan tâm đến xe bên em. Rất nhiều xe thì đây. Sienna đời 2002, biển 43 Đà Nẵng. Màu trắng động cơ .3, xe đẹp, để phát nổ ngay chạy em lâm. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021 sẽ đăng kiểm mới cho bà con các bác anh chị. Và chiếc này bên em chào bán mức giá 68 triệu nhé. Toyota Corolla giảm giá kịch sàn cho các bà con, các bác anh chị nào đang bán 130 nhưng mà giảm giá không còn gì để mất các bác nhé. Để lâu lâu rồi, để lửa 4 tháng rồi. Thì bà con các bác anh chị nào quan tâm đến chiếc này, mẫu nhập Nhật đời 99, động cơ 1.6 xe của Toyota nhé. Giá bán cực kỳ rẻ luôn, 1.6. Và xăng thì rơi vào tầm 6 lít thôi trên 100 km, mà giá thì 130. Đấy, giảm giá thì kịch sàn luôn. Chiếc này thì là chiếc Mazda 323 đời 2000, bản đủ classic, có túi khí và có la răng đúc bên bạn theo xe. Đấy, form dáng rất là đẹp, ok, sạch sẽ. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021 bên em bán 106 triệu bao đăng kiểm cho bà con các bác anh chị nhé. Biển Cao Bằng, bao rút hồ sơ và bao đăng kiểm cho bà con các bác anh chị này. 60 triệu có xe đi đây, 62 triệu đời 2003 DU Lalot biển Hà Nội, 29T7742. Đây em bán với mức giá là 62 triệu đồng. Động cơ 1.6 nhá, bên cạnh cũng là 1.6 đời 2003 nhưng giá 78 triệu các bác nhé. Biển Quảng Ninh, tên tư nhân. Đấy, giúp rút hồ sơ thoải mái, xe đẹp, con này hàng thuốc chuột. 78 triệu 14A đây. Đấy, nó có bao nhiêu tiền nhỉ? Bán có 7-8 triệu thôi. Đấy, Hyundai Getz giá trên trời đấy ạ. Giá trên trời luôn các bác nhé. Khẳng định với các bác, các anh chị rằng con này nó đẹp xuất sắc chứ không phải là cái hàng vớ vẩn. Không taxi dịch vụ, máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ nhé. Nó đang đúc lên đầy đủ hết rồi. Sơn màu sơn zin màu trắng rất là nhiều. Biển 11 Cao Bằng, bán 198 triệu đời 2010, đăng ký lần đầu 2011. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.1, xe gia đình nhé, gốc Hà Nội luôn. Các bác nào người Hà Nội có thể vào tên chính chủ, không mất thêm tiền biển. Đăng kiểm dài tháng 1 năm 2022. Anh Kia Morning biển 15A14775 đời 2015, bán 220. Đấy các bác nhé, động cơ 1.25. Đó, la răng này, la răng ngủ nhập đây, la răng nhập đây. Con này Morning gì? Morning S à? À, con này có túi khí các bác nhé, đời 2015, không khoan đục, con này không khoan đục. Giá 223 triệu đời 2015 2014 nhỉ, 24 chứ, 24 bản Morning bản đủ đấy. Bản đủ thì có đèn bi, có la răng, mấy có túi khí các bác nhá. Đấy, giá thì 223 triệu đời 24. Kia Morning van số tự động, động cơ 1.0 nhập khẩu từ Hàn Quốc về. Biển 22 đời 2012, đăng ký lần đầu 2014, giá bán 201 các bác nhá. 201 này. Số tự động nhá. Tiếp theo Kia Morning biển Thái Bình màu đỏ đấy, đời 2014, giá bán là 188 triệu đồng, đời 2014, màu đỏ đây, 17A 20076, động cơ 1.25 hết, xăng tầm khuôn 5,5 lít trên 100 km. Em báo giá nhanh thì bà con thông cảm, thích chiếc nào có thể chụp màn hình lại là gửi cho em qua Zalo 0326062789 nhé. Tiếp theo chính là chiếc Kia Hyundai i10 nhập khẩu đời Ấn Độ đời 2014, động cơ 1.2 số tự động nhé các bác nhé. 1.0 giá rẻ hơn, 1.2 thì 318 triệu, 1.0 tầm khuôn tầm 300 để cho bà con lựa chọn làm xe gia đình. Thì con này máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ này, số tự động, động cơ 1.2. Bên em đã làm video review chi tiết rồi, các bác nào có thể quan tâm thì alo sớm cho Khả Năng Ô Tô.
Tiếp theo đó là chiếc Hyundai Verna. Verna số tự động là đời 2009, biển Hà Nội. Đấy, động cơ 1.4 xăng tầm khuôn 8 lít trên 100 km, số tự động mà, 8 quay đầu. Có cửa lóc, có túi khí phanh ABS 4 bánh. Đấy, sơn xi căng đét, không phải làm gì thêm cả, xi nhan gương tích hợp. Vô lăng túi khí, có cửa sổ chơi. Và nó đang đúc đầy đủ hết rồi các bác nhé. Bên em đang chào bán mức giá là 258 triệu đồng. Có giảm cho bà con khi bà con liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Tiếp theo là chiếc Mazda 2 phiên bản của Trung Quốc nhé các bác nhé. Đó chính là con 2MA2 đấy ạ. 2MA2 của Trung Quốc đời 2012, nhập khẩu từ Trung Quốc về, động cơ 1.5, túi khí ABS đầy đủ. Bên em đang chào bán mức giá là 168 triệu. Số tự động nhé, động cơ 1.5, xăng tầm khuôn 7 lít 8 lít trên 100 km. Đấy. Kia Morning màu Camber biển 17A22872. Đó. Màu hường đây, Kia Morning màu hường 220 triệu đời 2016 nha các bác nhá. Động cơ 1.25. Tất cả những chiếc xe này động cơ 1.25 hết, Kia Morning form này 1.25 hết. 1.25 mà xăng tầm khuôn 5 lít rưỡi 6 lít trên 100 km. Tiết kiệm lắm. Đấy. Kia Morning đời 2014 109 này. 1.25 đời 2014 biển Thanh Hóa. Màu trắng ngọc trinh đây. Rất nhiều xe cho bà con lựa chọn nhá. Các em Gomlin bên em còn chục chiếc nên các bác cứ đến xem xe không phải hỏi xe còn không. Lúc nào cũng còn tầm mấy chục chiếc cho bà con lựa chọn. 2MA3 đây, số tự động. Đời 2011, đăng ký lần đầu 2012. Nhập khẩu nó chính là cái form dáng kiểu bắt chước con Mazda 3 ấy mà. Số tự động cửa lóc đầy đủ. Đời 2011 đăng ký lần đầu 2012, nhập Trung Quốc. Động cơ 1.6, giá 173 triệu. Đó. Ngoài ra anh em có thể lấy Kia Forte đời 2013, 328 triệu đồng các bác nhá. Số sàn động cơ 1.6 đấy. Con này màu đen, biển Thanh Hóa, tên tư nhân, có ba rút hồ sơ. Forte thì nó đẹp ngang ngửa Vios các bác nhá. Đấy, đời 2013 thì nó bán 328 triệu. Toyota Yaris nhập Thái Lan nguyên chiếc từ Thái Lan về, dòng Toyota này chỉ có nhập khẩu thôi. Động cơ 1.3. Đấy, số tự động, máy số zin, keo chỉ zin, sơn zin toàn bộ. Biển Quảng Ninh. Tư nhân một chủ thứ mới anh em nhé, vừa mới sang công ty. Bây giờ anh em lại bán. Đấy, thì anh em mình lại mua về 439 triệu các bác nhé. 439 triệu có giảm mạnh cho bà con trong cái mùa dịch này. Đó. Kia Morning đời 2011 bên em bán 128 triệu rồi. Giảm sâu cho bà con, có bác anh chị khi gọi điện cho Khả Năng Ô Tô lấy chiếc này đời 2011 về nhá. Đấy, biển 36 đây, hai chiếc. Lấy chiếc nào cũng được. Hyundai Accent đời 2018 còn mới các bác nhé. Bên em bán 388 triệu rồi. 388 triệu, đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Biển này nắp vào đi tạm thôi. Biển em đã rút hồ sơ cầm tay sẵn đây rồi. Zin toàn bộ, không đâm đụng va chạm, máy zin. Đó. Con này thì bản thiếu. Tí cái bản đủ thì em giới thiệu bản đủ cho bà con ngoài kia. Toyota Vios đời 2010, bản E đây. Biển 98 Bắc Giang, bên em đang chào bán với mức giá là 239 triệu. Bản đủ túi khí phanh ABS đang rút nguyên bản theo xe nhá. Đó, biển 98A đây, màu vàng. Động cơ 1.5 xăng tầm khuôn 6 lít trên 100 km. Corolla Altis đời 2007. 2004 ấy nhỉ, quên. 2007. Bên em đang chào bán mức giá là 268 triệu các bác ạ. Altis thì động cơ 1.8 số sàn. Trang bị túi khí phanh ABS đầy đủ nguyên bản theo xe. Đây là bản đủ 1.8 nhá, bản thiếu 1.3. Đời 2007 thì bên em chào bán mức giá 268 triệu. Khá ok. Lada City Chinix là phân khúc C mà rẻ nhất thời điểm hiện tại, số tự động. Đấy, động cơ thì 1.6 CDX này bán 248 triệu đời 2010 đăng ký lần đầu 2011 chứ sao? 2009 đăng ký lần đầu 2011. Số tự động, động cơ 5 chỗ ngồi, biển Hà Nội, màu trắng, ngọc trinh. Toyota Vios 2016 bán 301 cho bà con, các bác anh chị lựa chọn được chiếc xe này. Đó, sơn xì càng đét luôn. Đâm đụng tặng xe nha các bác nhá. Không lỗi nhỏ. Đăng kiểm tháng 11 năm 2021. Trang bị hai túi khí, bản động cơ 1.3, 301 thôi. Giá rẻ bất ngờ, rẻ hơn là bản 1.5 đến 340 triệu các bác nhé, rất rẻ. Đấy, rất là nhiều xe này, con Kia Forte Coupe này trải nghiệm chán rồi, các bác nào mà mua thì liên hệ Khả Năng Ô Tô, giá giật mình này 336 triệu. Anh em nào mà muốn rẻ thì hãy liên hệ với Khả Năng Ô Tô nhé, đúng dân chơi gọi điện này. Hai cửa, dòng này hai cửa 5 chỗ ngồi, động cơ 1.6 số tự động, nhập khẩu Hàn Quốc từ đời 2009 đăng ký lần đầu 2010. Đấy các bác nhé, sơn màu đỏ rất đẹp, đẳng cấp dân chơi nửa mùa đây các bác ạ. Quan tâm thì alo với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062759. Vios đời 2016 bán có 338 triệu, quá rẻ. Không thể rẻ hơn được các bác, biển Quảng Ninh. 338 triệu đời 2014 các bác nhá. Đấy, màu bạc. Biển tỉnh Quảng Ninh đây. Đăng kiểm tháng 10 năm 2021.
những cái dạng này bên em không có làm tai nạn nên bà con cứ an tâm đến xem xe là mua được xe thôi, không mua con này mua xong bên cạnh ngay. Đấy, Hyundai Accent đời 2011. Giá bán có 273 triệu thôi. Biển Hải Phòng tên tư nhân. Trang bị túi khí ABS nhập khẩu nguyên chiếc, tôn vỏ nó đẹp hơn. Nó gầm bệ chắc chắn. Nạp đăng nguyên bản theo xe, gương điện xi nhan gương đầy đủ hết các bác nhé. Đó, rất nhiều xe đẹp. Không đấy anh em lấy có thể lấy i10 số tự động đời 2018 form mới. i10 số tự động 2018 form mới màu trắng ngọc trinh, biển cao bằng, một chủ từ mới, đi 2 vạn chuẩn đây. Con xe này thì zin không mất một phân keo chỉ nào, sơn zin còn 90% các bác nhá. 98%. Đăng kiểm tháng 3 năm 2022. Giá bán thì có 379 triệu thôi. Đấy, rất rẻ. Antis đời 2014 2010 đăng ký lần đầu 2010 luôn nhỉ. Con này gốc Hà Nội. Hôm nay em quay con này rồi. Động cơ 1.8 bên em bán 340 này. Hyundai Accent này bản đủ đây các bác nhé. Bản đủ một chủ từ mới biển Hải Dương đấy. Bán 428 triệu được cái màu đỏ các bác nhé. Biển Hải Dương màu đỏ, zin toàn bộ, bao test hãng. Đấy, một chủ từ mới biển Hải Dương. Accent form mới đây. Đấy, còn đây bản thiếu anh em rẻ hơn rất là nhiều, 300 rẻ hơn 40. 388 triệu. Chiếc này bản đủ thì 428 triệu. Đấy. Tiền nào của đấy bà con đến lựa từ lựa nhá. Vios E đời 2014 này bán có 322 triệu đây. Đấy, biển 37 em quay video riêng rồi, động cơ chấm rưỡi nhá. Túi khí ABS 4 bánh đầy đủ nhá, không phải bản chấm 3 đâu. Chấm 3 thì bên em sắp về một con biển Hà Nội. Giá có 280 thôi. Quá rẻ. Accent đời 2014 này. Biển Hải Dương. Bên em bán 338 triệu. Đấy. Các bác nhìn này, form dáng của nó rất ok. Dòng thời gian. Form dòng thời gian này, có đèn bi xe lông. Nhìn rất đẹp, form dáng thì đẹp hơn Vios tí. Đấy, mà chất lượng nhập khẩu. Bây giờ nó cũng cứng hơn, 338 triệu đời 2014. Daewoo City số sàn. Đời 2010 bán 225 triệu. Biển Hòa Bình các bác nhá, 28A01-02-06 đây. Chiếc này động cơ 1.5 số sàn, xăng tầm khuôn 6,5 lít/100 km. Keo chỉ zin không đâm va gì, sơn xi căng đét màu đen, học rất đẹp luôn. Xe nào của em đẹp hết các bác nhá, không có xe nào xấu cả. Không bán xe xấu đâu. Tiền nào của đấy mà. Đây. Antis đời 2010 bán 338 triệu số sàn, biển Hải Phòng. Antis. Đó. Còn mấy chiếc nữa là trời nắng quá chạy trốn ở trong kia rồi. Để xe ngoài đây sót quá. Các bác nào tiếc thì đến lấy sớm nhé. Antis số sàn đời 2009 bán 325 triệu. Đấy. Động cơ 0.8. Đây mấy Antis này 0.8 hết các bác nhé. Số sàn hết. Đời 2010 0.8. Số sàn. Đăng kiểm tháng 1 năm 2022 biển Vĩnh Phúc. Màu đen. Và đây xin giới thiệu với bà con, một cô bác anh chị là một chiếc Hyundai Accent một chủ từ mới biển Thanh Hóa. Zin toàn bộ. Nếu mà mất một phân cao chỉ thôi tặng xe các bác nhé. Chỉ mất một phân thôi là tặng xe, các bác là tìm mà lỗi tặng xe cho các bác này. Đấy, Hyundai Hyundai Accent đời 2018 form mới, bản đủ, túi khí ABS, phím bấm vô lăng, tất cả đều đủ hết các bác nhé. Cảm biến cảm bung đầy đủ hết, đèn xi nhan xi nhung rồi, gương điện cụp xòe rồi. Tất cả đèn bi xe lông rồi. Nhiều thứ lắm, túi khí ABS đầy đủ hết, bên em đang chào bán với mức giá là 418 triệu. 418 triệu hỗ trợ trả góp 70%. Đấy. Rẻ luôn. Nissan Sunny, biển Quảng Ninh, không taxi, không dịch vụ, sơn màu trắng zin xịn các bác nhá. Có túi khí và phanh ABS nan đăng đúc đầy đủ rồi. Sơn màu trắng, sơn zin rất là nhiều. Bên em chào bán mức giá là 269 triệu. Đấy. Thông cảm nhiều giá nhiều xe quá em không nhớ hết được thì các bác thông cảm, có thể sai một chút. Đấy. Thì cái dòng Hyundai Avante này là đời 2012. Một chủ từ mới, số tự động, động cơ 1.6, máy zin, keo chỉ zin. Đâm đụng tặng xe, sơn zin còn 80%. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022, có cửa sổ lóc, túi khí, phanh ABS 4 bánh đầy đủ hết các bác nhé. 328 triệu đồng. Bao nhiêu nhỉ? 300 mấy nhỉ? Chết mẹ, quên rồi. Chết mẹ, mở mất rồi. Mình không nhớ con này bao nhiêu nhỉ? Không nhớ cũng bán 328 triệu các bác nhé. 328 triệu đời 2012. Tội gì phải lấy Vios số sàn đúng không ạ? Vios số sàn đời 2014. Thì mình lấy con Avante số tự động này. Đấy. Giá rẻ bất ngờ, hình như 338 triệu nhưng để cho các bác 328 triệu trong ngày hôm nay. Riêng gọi điện cho Khả Năng Ô Tô các bác nhé. Anh em nào xem tập đoạn video này hãy gọi điện sớm cho Khả Năng Ô Tô để cho bà con 328 triệu bao rút hồ sơ. Đấy. Tiền nào cũng bán này. Loáng thoáng bán ngay các bác nhé. Vios màu vàng cát biển 17 ấy. 05586 đây, đời 2016 bên em chào bán mức giá là 360 5 triệu đồng. Đời 2016 nhá. Biển 17A. Đấy. Màu vàng cát, sơn xi căng đét này.
không cần làm gì, túi khí ABS đầy đủ hết, 365 triệu màu vàng cát. Nhập khẩu thì em giới thiệu cho bà con có ba anh chị này, cái cửa tiền hơn 300 340 thì em xin giới thiệu cho mọi người con Kia Cerato đời 2010. Con này bản đặc biệt nhé các bác nhé, 10 túi khí cơ, cửa sổ lóc túi khí 10 cái. Nó là dòng xe nó đẹp xuất sắc luôn, keo chỉ mà mất một phần cũng tặng xe các bác luôn. Xe đẹp này anh em đi 10 năm nữa không phải sửa. Con Kia Cerato này đời 2010. Không mua xe này không mua được xe gì nữa, khẳng định với các bác anh chị rằng là chiếc xe này là đẹp xuất sắc luôn. Động cơ 1.6 nhá. Số tự động đây. Zin đét. Chevrolet Cruze đời 2010 thì sao nhỉ? Biển 31F đời 2010 rồi. 2336 này. Bên em chào bán là 248 triệu. Động cơ 1.6. Cruze chính là con Assetti cải tiến sau này, nó đổi thương hiệu thành Cruze, Chevrolet Cruze. Nó giống con Assetti kia nhưng mà giá rất ok, 248 triệu đời 2010. Biển một chủ thứ mới này, xe đẹp. Camry 3.5 nhé, đời 2007. 3.5 thì bên em bán mức giá là gần 400 hay sao nhỉ? Các bác quan tâm đến mẫu xe đẹp thì em xin giới thiệu mọi người. Xe đẹp xuất sắc, một chủ từ mới. Số sàn các bác nhé, đời 2009. Biển Hà Nội 30U8391, màu vàng cát. Máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ. Đấy, ui tiếng đề của nó chất cực kỳ luôn các bác nhé. Êm ru không nghe một tiếng động luôn. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022, bên em đang chào bán mức giá là 279 triệu đồng. Túi khí phanh ABS, na răng đúc nguyên bản theo xe. Đấy, bản đủ con Civic số sàn các bác nhé. Xuất sắc. Đấy. Máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ. Honda Civic động cơ 1.8. Ra đây anh ơi. Em đã làm video riêng chiếc này rồi. Các bác nào mà có tiền, có điều kiện một chút, anh em nào muốn có tầm 270, em để ngay cho chiếc này các bác nhé. Anh em nào xem đoạn video này được thì hãy điện sớm cho Khả Năng Ô Tô. Đẹp xuất sắc luôn, không phải sửa cái gì hết. Không mất một phần nào các bác nhé. Đẹp xuất sắc. Hôm nào có tiền mua đấy an tâm luôn các bác nhé. Không thì cửa tiền 200, 180 200 thì đây. 186 triệu. Đời 2009 Vios Nimo, đời 2009 186 triệu, động cơ 1.5. Màu bạc. Bên cạnh đó thì có con 200 tí. Để cho các bác 200 này. Biển Hà Nội, Vios Nimo đời 2010, biển Hà Nội luôn. Na năng đúc 4 lốp mới, đăng kiểm dài. Đấy, tiền đấy chứ đâu, đúng không ạ? Không thì anh em lấy Civic này. Số sàn đời 2008 bên em giảm giá, giảm chỉ còn 256 triệu các bác nhé. Hay là 256 triệu số sàn. Còn con kia đời 2009 em bán 279 cơ. Xe nó đẹp, xuất sắc. Con này thì cũng đẹp. Để so sánh thì cái này nó mất cái biển. Biển thì không phải biển Hà Nội thì nó vào biển Hà Nội sẽ tốn tiền hơn một chút. Còn Civic này biển 38 này cũng rất là chất được các bác nhé. Con này chưa đang đúc nên là giá nó rẻ hơn một chút, 356 triệu. Đó. Xe em nhiều lắm các bác, còn nhiều lắm. Thì em xin phép quay cho bà con các bác anh chị là anh em nào mà yêu thích Khả Năng Ô Tô hãy đăng ký kênh cho em, hãy chia sẻ kênh cho em để cho em ngày một lớn mạnh hơn để mọi người biết đến nhiều, bán được nhiều xe, có tiền mua nhiều xe phục vụ cho các bác. Anh em nào mà có nhu cầu hay muốn hỏi, muốn mua, muốn bán thì cứ alo cho em nhé. Ngoài khung giờ hành chính đang quay video ra thì em vẫn tiếp khách bác được. Các bác cứ alo. Làm việc nhanh nhanh một chút nhé. Nên nhiều anh em mà dè dà là khả năng này em bảo thôi em đang bận đấy. Đấy, cái đấy thì anh em thông cảm, tại vì khách khứa rất đông nên mọi người thông cảm. Thì cái dòng Vinova thì bao giờ nó cũng là dòng xe bền và tiết kiệm nhiên liệu cho dòng 7 chỗ. Mọi người đã thích lắm. Đấy, vì thế giá là cao hơn. Đời 2011 bên em chào bán mức giá 328 triệu. Biển 97, động cơ 2.0. Bản G nhé, bản G thì có trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS. Đấy. Xe gia đình, biển Bắc Cạn. Không thì anh em lấy dòng Captivan, sắp tới em về mấy con Captivan nữa rồi, đỗ ở đây phải tầm chục con Captivan để cho bà con lựa chọn nhé. Giá thì máy dầu đây, máy dầu đời máy xăng đời 2007 thì là 225 triệu thôi. Động cơ 2.4 biển Thanh Hóa, 220. Đấy, động cơ 2.4 nhé, xăng tầm phun 13 lít các bác nhé. Báo chuẩn cho bà con anh chị là an tâm, 13 lít. Đường trường thì chỉ 11 lít thôi, 12 lít thôi. Nhưng mà đường phố thì 13, 15 lít. Nên là trung bình tầm 12, 13 lít nhé. Chuẩn luôn đấy. Santa Fe em nhiều. Santa Fe máy dầu số tự động đời 2008 nhập Hàn. Động cơ 2.2, 2 cầu, 7 chỗ ngồi. Bán 479 nhé. Captivan đời 2009 số tự động. Bên em đang chào bán mức giá là 363 triệu. Biển Hải Phòng tên tư nhân đây. 363 triệu nhé. 237. 237 là dòng xe của Trung Quốc nhưng mà nó gầm cao SUV. Đời 2011, đăng ký lần đầu 2012, động cơ 2.0 bên em đang bán với mức giá này 192 triệu.
số sàn các bác nhé. Đây ngoài em mặt đường luôn nên bây giờ nó cũng bụi, các bác thông cảm. Nhưng em rửa xe không rửa kịp được nên là mọi người cứ thông cảm, trời chốc lại mưa rồi nên xe nó quay nó vừa mưa xong nó bụi bẩn lên, nó lại rất bẩn nên mọi người cứ thông cảm nhé, hơi bẩn một chút. 465 triệu, đời 2009, Hyundai Santa Fe, máy dầu số tự động, động cơ 2.0, nhập khẩu Hàn Quốc, cửa lóc đầy đủ hết, túi khí đầy đủ, ABS, không đâm đụng, không lồng nước, cam kết cho bà con có ba anh chị. Đời 2009 bán 465 triệu. Chevrolet Captiva một chủ thứ mới biển Hà Nội, biển gánh 4343 đẹp xuất sắc này, động cơ 2.4 đời 2009 bên em bán 248 triệu đồng các bác nhé, màu vàng cát. Đây anh em nào yêu thích màu vàng cát, dòng Captiva này con này đẹp đấy, cứng đấy các bác nhé. Không em mới về sắp về hai con đời 2006 2007 nữa, tha hồ lựa chọn. Escape số tự động đời 2009 bên em bán hơn 300, biển 27, màu vàng cát đẹp lắm, đời 2009 bán 306 triệu đồng. 306 triệu đồng này. Toyota Innova G đời 2009 bán 295 triệu màu đen, động cơ 2.0 số sàn. Đấy. Escape 2.3 nhé các bác nhé, không phải là số tự động, 2.3 dòng xe sang của dòng Ford. Dòng SUV của Ford ấy. Đây là nội thất này. Đấy, số tay chứ không phải số gầy vô lăng nữa. Đấy, nội thất zin rất là đẹp. Bên em chào bán mức giá là 300, hơn 300 một chút. 306 triệu đồng. Tiếp theo là Innova biển 29A58191 đây. 298 triệu đồng đời 2009, xe gia đình 2.0 biển Hà Nội, màu bạc. Quay nhanh nhé bà con nhé. Kia Carrera đời 2013 bán là 293 triệu đồng đời 2013. Màu vàng cát 293 triệu đồng nhé. Biển Nghệ An. Chevrolet Captiva máy dầu đời 2009 em bán 338 triệu đồng. Biển Bắc Giang, màu vàng cát, máy dầu 338 triệu. Captiva đời 2007, máy số zin em bán 225 triệu. Động cơ 2.3, 2.4, màu bạc, biển Sơn La đây. Không thì anh em lấy máy dầu Santa Fe, máy dầu đời 2009 Hàn Quốc, động cơ 2.0, cửa lóc đầy đủ hết, túi khí phanh ABS, hai vùng điều, ba vùng điều hòa các bác nhé, 465 triệu. Ford Everest đời 2009, máy dầu số sàn, động cơ 2.4, bên em bán 305 triệu. Đó. Toyota Innova đời 2008, số sàn, động cơ 2.0, bên em bán 263 nhé, bà con nhé. Đến xem xe thì em có giá liên biết trên xe hết, không có nói dối khách hàng một câu là. Nên bà con cứ an tâm rằng xe cộ em báo chuẩn. Em chủ cơ sở đấy, bà con cứ la luôn làm như họ làm việc thì giá nào cũng bán cho bà con trong mùa dịch này. Đấy, Kia Carrera biển 24 này, số tự động, loanh quanh 209 là bán các bác nhé, đời 2010, 20 hay 11 nhỉ, 11 gì đấy, không nhớ rõ nữa. Ngoài này còn mấy mẫu này, Kia Carrera biển 98A34876, Carrera thì động cơ 2.0, đời 2013, số tự động bán 358 triệu, đời 23 số tự động nhé, biển Bắc Giang. Đây, không thì anh em lấy Captiva máy dầu đời 2009 này, 338 triệu. Sâu sâu ở trong này thì em giới thiệu cho bà con các bác anh chị là dòng hàng hiếm, hàng đẹp, phải mang vào đây để đỡ tiếc. Đấy. Xe một chủ từ mới, biển Hà Nội, Toyota Corolla Altis một chủ từ đó, mới đẹp xuất sắc, máy zin, keo chỉ zin toàn bộ nhé, size vả mặt và test hãng thoải mái. Bên em đang chào bán mức giá 415 triệu đồng, nay để cho bà con 400 nhé. Anh em nào xem được thì nhớ đến alo cho Khả Năng Ô Tô. Thỉnh thoảng em có làm cái video giảm giá như này, thích chiếc nào em giảm chiếc đấy thì bà con cứ đến alo cho Khả Năng là sẽ có giá giảm ngay cho bà con, chuẩn theo cái video em nói nhé. Nên mọi người yên tâm. Chết tôi rồi, mưa mới đau. Mưa rồi. Hiện tại có đang rất là nhiều xe đây thì em quay nốt cho bà con. Mưa cũng quay. Đấy. Mưa cũng quay. Đây Civic đây anh em ơi. Civic số tự động, động cơ 1.8 1.8 nhá. Máy zin. Em bán là 288 triệu đồng, biển Hà Nội. Đó. Vios Nimo 2010 bán 201. Động cơ 1.5 số sàn. Kia Morning 2011 để cho bà con 120 này. Đấy, 128 triệu để cho bà con 120.
Đây là Kia Carrera đời 2015, một chủ từ đầu. Bên em đã rút hồ sơ cầm tay, máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ nhá. Sơn zin. À, hồ sơ cầm tay rồi, em dán cái biển 14 vào để đi lại thôi. Đấy, 330, nhưng mà giá nào cũng bán, bà con cứ alo sớm với khả năng ô tô. Không thì lấy Vios đời 2018 này. 415 triệu đồng, động cơ 1.5. Zin toàn bộ, một chủ từ mới mà đủ. Đấy. Tiếp theo là chiếc Mitsubishi Zinger 258 triệu đời 2009. Zinger động cơ 2.4 nhá. Dòng này không taxi dịch vụ gì, máy số zin. Đẹp luôn. Keo chỉ zin hết, sơn zin nhiều. Bán 258 triệu. Hoặc là anh em có thể lấy Toyota Vios biển Hà Nội đấy ạ. Đời 2014 máy zin. Keo chỉ zin, không taxi, không dịch vụ gì, xe đẹp luôn. Tư nhân, một chủ. Một chủ hai chủ nhỉ, không để ý nữa. Nhưng mà con này đẹp lắm các bác nhá, 340 thôi, để cho bà con 340. Jolly biển 34 đây. Jolly biển Hải Dương đời 2004 em bán 148 triệu. Không thì Kia Morning số tự động nhập khẩu. Một chủ từ đầu. Hà Nội vừa mới ra tên biển Hải Dương xong thì anh ấy đổi xe VinFast Nagada cho vợ. Anh ấy bán lại cho mọi người với giá 295 triệu đồng các bác nhá. Đây. Vừa về đến đây luôn các bác nhé. Vừa về đến đây luôn. Đấy, Hyundai i10 đời 2013. Nhập khẩu Ấn Độ mà giá có 179 triệu không. Đấy. Bán luôn con này cho bà con, các anh chị nào gọi sớm cho khả năng ô tô nhé. Gọi sớm có ưu đãi cho bà con. 179 triệu đồng. Đấy, động cơ 1.2 nhé các bác nhé. Dòng này i10 1.2. 4 máy đấy, nên là đủ máy ngon lắm. Keo chỉ ngon, zin, không đâm va gì. Sơn xi màu bạc, sạch sẽ đẹp đẽ. Đó. Cressida này em bán cho anh em nào yêu thích này. 88 triệu này bán 80 cho bà con này. 80 triệu cho bà con, có bác anh chị nào đời 96 nhá, đăng ký lần đầu 2016. Đấy, nỉ nguyên hết, zin hết các bác nhá. Hồ sơ rút cầm tay rồi, biển Nghệ An. À biển 38 Hà Tĩnh rút rồi nhá. i10 2014 240 giảm giá ngay cho bà con anh chị nào quan tâm đến chiếc này. Bản đủ đời 2014 nhá, biển Hải Phòng. Đăng ký lần đầu 2015. À Joyti Z300 hay sao nhỉ? Động cơ 2.0 máy động cơ 1.3 giá 148 triệu số sàn đời 2011 đăng ký lần đầu 2012. Santa Fe biển 36 đây 425 triệu đời 2007. Rồi báo giá nhanh này. Ford Escape đời 2003 số tự động này động cơ 3.0. Bên em bán 99 triệu. Santa Fe một chủ từ mới biển Quảng Ninh 14L9119 này. Con này như đâu đó bán 555 triệu đây. Đời 2000 mấy nhỉ? Nhà 9 máy mới. Bản SX nhá. SX. Mời tụi khí. Đây ui nhiều xe lắm. Santa Fe Gold đời 2005 đăng ký lần đầu 2008, biển Hải Phòng. Bên em bán mức giá là 258 triệu. Ngoài ra có Escape mới về bên em, đời 2009 bán 306 triệu sao? Rất là nhiều xe. Kia Morning đời 2013 bán là 182 triệu. Đấy, ngoài kia còn vài chiếc xe nữa cho bà con lựa chọn này. Trong này có Hyundai Gate này. Hyundai Gate số tự động là biển Thái Bình kia, bán 228 triệu. Đời 2008, động cơ 1.6 nhá. Có cửa lốc. À Gate không có cửa lốc, Gate có ABS. Còn đấy có ABS, không có thư khí nhưng có ABS. Ford Ranger Wildtrak em vừa mua về, sẽ mang sang cơ sở Quảng Ninh bán. Con này bán tầm 640. Đời 2015, form mới, máy zin. Keo chỉ zin toàn bộ. Biển Hải Phòng, à biển Hà Nội. Biển Hà Nội tên tư nhân. Đó, đây này. Innova số tự động biển 89 đây này. Còn nhiều xe lắm mà con ạ. Innova số tự động đời 2 đời 2009 nhỉ. Yeah. Đời 2010 318 triệu đồng. Số sàn các bác nhé. Con này số sàn một chủ từ mới, biển Hưng Yên. Đây biển Hà Nội đây, đời 2017. Form kịch form rồi nhá. 2017 đến 2021 bây giờ form này thôi. Đời 2017 thì bên em đang chào bán mức giá 560. Zin hết, con này zin lắm. Mà trả góp 70%. Đây có Santa Fe biển 12 đây. Bản này bản máy dầu 2 cầu. Đời 2008. Bên em bán 480 mấy triệu thôi. Đấy. Carren Karung rất là nhiều đây. Quina Accent nhập khẩu đời 2016 đây. Bán 370 đây. Mà còn có ba anh chị nào quan tâm đến chiếc xe bên em, hãy liên hệ sớm với khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062759. Mazda 3 đời 2009, giá bán 285 triệu. Đấy, cực kỳ nhiều xe cho bà con lựa chọn làm xe gia đình. Hãy quan tâm alo cho khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062759. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em đang. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.